bay cao, gạch câu liên kết. Thông thường người ta gọi là dịch hãng, nuôi để lấy trứng. Vẫn ăn thịt được nha quý vị. Đây bên đây là ao sen, ta trồng sen để cho tốt đất. Bên là lúa. Lúa ao sen. Bên kia là nhà yến. Nhà nuôi chim yến lấy tổ. Đồng lúa mênh mông, cái đồng lúa là vườn mít, mít thái, xoài. Đây là cỏ dồi nuôi trồng để nuôi bò, cỏ dồi. Đây là đồng lúa mênh mông, bên kia là vườn xoài, xa xa là trạm viễn thông, 300 viễn thông. Còn đường đan, gạch liên kết.
đây người ta trồng một số loại gãy. Chẳng hạn như là gãy cà, hú hoa, dưa leo, môn gọi là phải cao. Xa xa có nhà yến, hai nhà yến, một nhà tiền chế và một nhà xây kiên cố bê tông. Đây là nhà dê. Nhà dê nuôi để lấy phân dê bán cho người trồng kiến ở trồng gậy. Phân dê rất là tốt. Vừa chàm bán để người ta chỏi cây, chỏi vườn, chỏi xoài cũng như làm vườn, làm vàng, các cây dây bọ như là dưa leo, hú hoa, vân vân. Qua đây, tới cầu Liên Kết, ngã ba cầu Liên Kết. Xong tới ngày ba cầu Liên Kết. Xin chào.